Bố nói mà mày có thái độ thế à? Tại sao đi đánh nhau? Mày câm à? Mở bố ra xem nào. Cứ lừ ra. Bố hỏi trả lời bố đi. Mà cái em ấy, là mẹ mà không biết dạy con, suốt ngày váy bướm, đi sớm về muộn. Anh làm sao? Anh có khác gì em không? Lúc nào cũng bạn bè bè. Thái độ như thế mà sao đấy? Thái độ sao? Xem lại đi. Anh tự đi xem lại đi. Anh chị có việc gì mà bị hết cả nhà lên thế? Đi từ ngoài đường đã nghe thấy rồi. Chú nhá, đây, mời chú nhìn lại anh chú xem. Không biết là có xứng đáng là một người chồng, một người cha hay không? Chân đời. Chỉ đổ lỗi, xem lại thái độ của mình đi. Xem lại thái độ của anh. Sao tự nhiên bố mẹ lại cãi nhau đấy con? Bà nghe gì đấy? Đưa chúng em xem nào. Đứng lại. Ngồi xuống. Mày đi đâu? Bố mày là có chuyện gì nữa? Ngồi xuống. Nhanh. Nói rõ ràng xem nào. Vì sao lại đánh nhau? Nhà này từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện đấy. Mày học à? Mẹ mày không dạy mày à? Này, có mà anh không dạy. Đánh nhau là giống bố nhá, giống gì mẹ. Đấy. Thái độ như thế mà coi cho xong không nào? Mày đưa đây. Mày đưa đây. Mày nghe cái gì? Ok anh. Anh chị muốn biết cháu nó nghe gì đúng không? Đây, anh nghe đi. Em nghe xem, anh không nghe cái gì cả. Không có gì cả, con nghe gì đấy? Tắt rồi à? Đúng, nó không có gì đâu. Anh chị tự hỏi mình đi. Con nói cho bố mẹ biết. Ngày nào con cũng phải nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ từ sáng tới tối. Con chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Anh chị cũng xem lại bản thân mình đi. Cái nhà chứ không phải cái chợ đâu. Ngày nào cũng ầm ĩ. Cháu nó cũng cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, để học hành. May mà cháu nó còn bản lĩnh, còn biết kiềm chế, chứ nếu phải đưa yếu thần kinh, nó trầm cảm rồi dẫn đến những cái việc không may, rồi đến lúc hối không kịp đâu anh chị ạ. Tại em ấy. Tại anh ấy. Ừ, thì tại hai chúng ta. Lên dỗ con. Em lên dỗ con. Anh lên. Em lên ấy.